Kính chào quý khán giả và con, hiện tại Phú Duy đang có mặt tại tỉnh Hậu Giang để tiến hành trao giải thưởng chiếc xe máy Honda Future tiếp theo của chương trình khuyến mãi bật nắp liền tay trúng ngay Future của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành. Kính mời quý khán giả và quý con theo dõi chương trình. À, lúa thì được 25 ngày mà mua trong cái chai Lucky, cái đại lý của anh Tám nhỏ về khui chúng thưởng được chiếc xe phụ trợ. Rồi cảm ơn Tân Thành, cảm ơn đại lý Tám nhỏ. Chúc bà con để làm ăn sau này được mùa lúa trúng thưởng như tôi. Bật nắp liền tay trúng ngay phụ trợ. Tức bực khuyến mãi, bật nắp liền tay trúng ngay Future. Từ nay đến hết tháng 9 năm 2023, bà con mua Push hoặc Plastic, hãy cầu ngay phần tráng bạc bên dưới nắp chai để có cơ hội trúng 20 xe Honda Future cùng hàng chục ngàn giải thưởng hấp dẫn khác. Bà con mua Push hoặc Plastic ngay để bật nắp liền tay trúng ngay Future.